Tôn Ngộ Không tái xuất giang hồ của chúng ta. Làm em biểu diễn võ thuật cung phu đồ sọ của anh. Người nhện của chúng ta. Xưa nhiều mà tại sao vì ai em đã quên anh mất rồi. Chúng ta bình luận đi. Quyển xuê đeo máu muồn và vua thuật. Im ra nè. Bỏ ra. Có ra sao thế? Chúng mày. Tao đưa máu muồn ra. Đưa nè. Nhét mình rồi. Đưa lại đây. Đưa tìm. Đưa lại đây. Đã thế. Quá khứ ngọt ngào. Bỏ ra. Quấy. Giữ. Ngồi hai hàng hôm à? Ngồi xuống. Ở đây là hai đệ tử truyền nhân của Cường Nguyễn đã ôm thanh kiếm nặng. Ôi. Ngồi vào. 7 tỷ kg. Đây là hung lợn. Hung lợn võ thuật nha. Không đi. Kêu là ông về. Ông ấy chứ. Thật là rất ngu mà. Người nào đá nhất ông ấy phải nha. Tới khi chú lợn đi, người đang giữ là chú lợn rừng. Chú lợn đấy. Chú lợn đồng bằng của chúng ta. Qua kia cầm máy. Đóng hình ra đây. Một tên béo nhất của loài Osama Bin Laden. Rồi giữ máy. Đấy nhá, không ta cũng dài thế. Đây. Nhìn đầu, quay đầu, quay đầu. Đấy. Quay lên đầu người nhá. Quay nhìn với những người nhá. Thôi, một người quay thôi. Tuấn quay đi đâu? Đây đây, đang quay một người này. Mày đưa ông thằng kia quay. Đứng im, quay, đứng im rồi. Đây đang quay đi. Chưa lỡ ảnh đi. Chưa. Vào đá đi. Cảm ơn bạn giấy. Anh Super Quỳ ơi, đã sút của anh. Bạn giấy, họa đến hổ. Và một cú vào mà tiếp. Lại vào mà. Hay là đèn tiếp chiều nha. Không biết đối thủ này sẽ thắng thôi. Quay ngu cái gì? Mày mày quay đu đu. Mày quay cái cây ra. Ba thằng dựng. Chí mà đi kia. Ngồi. Qua kia đó. Tuấn phải chọn đi đâu? Lý về không? Lý về. Tuấn, Lý về Tuấn này. Mày yêu này. Như lợn. Tân ỷ thiên đồ long chí của võ sư Cường Nguyễn. Ai à? Mày ơi. Đầu đấy. Mẹ chả nói đi gì cứ khì khì. Mẹ thằng đấm bố ta cho mẹ đi. Tịt mẹ. Lè nhèo. Đừng chung. Đừng chạy mọi người đeo. Đây là thấy có quyền vỗ thuật bỏ ra cho thấy từ bị người ta lén chú.
Và anh ấy có một kinh anh tôi không đi lấy. Linh kinh anh ấy có thể biến được đủ các loại, anh ấy có thể biến được một người. Một là một người yêu quê. Anh Hùng xếp em mà. Anh Hùng đứng đầu tiên à? Đi lấy. Đấy thế luôn. Đó là... Nào không? Đi mạnh.